Thưa quý vị, 17 năm làm công tác phụ nữ, trong đó có 3 năm giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, chị Đào Thị Vị được đánh giá là một thủ lĩnh hội cơ sở, năng nổ, nhiệt tình, có nhiều mô hình sáng kiến thu hút, tập hợp phụ nữ vào hội. Không chỉ giúp nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bằng các biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, hỗ trợ cho hộ tiếp cận các nguồn vốn vay, cây con giống, giới thiệu việc làm, xây dựng tổ tiết kiệm tín dụng, tổ hụi không lời. Việc thường xuyên theo dõi việc sử dụng vốn vay, vốn hỗ trợ không chỉ giúp ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kịp thời cùng chị em tháo gỡ khó khăn mà còn động viên khích lệ chị em yên tâm phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Ngon ở ấp Bình Xuân, xã Châu Bình từng là chủ hộ của một gia đình nghèo do chồng mất sớm. Một mình chị phải chèo chống nuôi 4 đứa con. Tuy nhiên, từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu để chị được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và giúp chị số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Từ một con bò đầu tiên, chị Nguyễn Thị Ngon đã có được đàn bò 7 con. Đó là chưa kể những con bò chị Ngon nuôi theo hình thức dỗ béo đã xuất chuồng. Thoát nghèo, nhà cửa khang trang, đó là sự nỗ lực, ý chí vươn lên của chị Ngon và các con trong gia đình. Tuy nhiên, chị Ngon luôn nhớ đến ân tình của hội phụ nữ, đặc biệt là sự tận tâm của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đào Thị Vị. Chị em bên phụ nữ cũng giúp đỡ, cũng tới lui, thường xuyên cũng chăm sóc coi mình làm ăn như thế nào, cũng được thoát lên, mình cũng mặn ăn khá, cũng nhờ giúp đỡ bên phụ nữ giúp đỡ cho tôi. Ngoài việc trực tiếp giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, chị Đào Thị Vị còn gián tiếp hỗ trợ đối tượng hội viên phụ nữ khó khăn thông qua việc thành lập các tổ, nhóm nghề nghiệp, tổ nhóm sở thích như tổ phụ nữ mai gia công, tổ đưa rước trẻ, mô hình dịch vụ nấu ăn, tổ tiểu thương, tổ trồng rau màu ở các ấp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ tại địa phương. Qua những cái mô hình, những cái phong trào chỗ phụ nữ xã phát động như cái mô hình của Bình Xuân, đặc biệt là cái mô hình như là tiếp bước tuổi thơ, thì hàng năm thì ở dưới ấp thì cũng vận động và cũng đề xuất về trên hỗ trợ một số phần tập vở cho các em ở trong cái ấp của em, thì phát cho các em vào cái đầu cái năm học mới. Rồi riêng cái mô hình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, rồi mỗi chị em thì góp nhau là 100.000 đồng thì để giúp nhau xây dòng, rồi cái mô hình là nuôi heo đất, rồi tiết kiệm tín dụng, rồi chị em ở dưới đây thì đóng góp với nhau và tự giúp nhau, thì đó là những cái mô hình mà chỗ chị vậy chỉ đưa ra thì ở dưới phụ nữ ấp này thực hiện, thì thấy em thấy cũng đạt hiệu quả, duy trì nay là cũng nhiều năm liền rồi. Qua những cái mô hình mình tâm đắc nhất là mình giúp được chị em về cái phát triển kinh tế. Ví dụ mà mình giúp được chị em mà có cái kinh tế bền vững thì mình rất là tâm huyết để mình giúp chị em. Thì những cái tâm huyết đó thì cũng được đền đáp, thì chị em cũng hiệu quả rồi vươn lên thoát nghèo bền vững. Rồi những cái tình cảm của chị em dành cho tôi khi mà xuống tiếp xúc với chị em, thì chị em cũng rất là nhiệt tình. Rồi chị em cũng nói chung là cũng thân thiện lắm. Nói chung là đi tới đâu là chị em đón tiếp rất là nhiệt tình. Thì từ cái những cái sự mà yêu mến của chị em thì cũng là cái động lực để mình phấn đấu. Với sự tham gia câu lạc bộ của các thành viên là những cặp vợ chồng đủ các độ tuổi, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở ấp Bình An, xã Châu Bình đã liên tục được ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã củng cố bằng việc đổi mới hình thức sinh hoạt, tăng cường cập nhật kiến thức theo hướng đa dạng như phổ biến luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, cùng những chủ trương của đảng, nhà nước và các cấp hội phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong định hướng nghề nghiệp, nuôi dạy con cái, xử lý, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, đã giúp các thành viên rút tỉa được nhiều kinh nghiệm trong cách ứng xử. Bởi thành viên lớn tuổi sẽ hiểu hơn tâm lý của lớp trẻ, người trẻ hiểu hơn về tâm lý người già. Từ đó đã giúp dung hòa mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong các gia đình. Đặc biệt với những kiến thức được trang bị từ buổi sinh hoạt của câu lạc bộ,
đã giúp nhiều thành viên nam ý thức hơn về trách nhiệm của đàn ông trong gia đình. Đó là không chỉ đóng vai trò trụ cột chính trong việc làm kinh tế, đảm bảo cuộc sống vật chất của gia đình mà còn phải chia sẻ với người bạn đời, việc nhà, nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Có như vậy, những người phụ nữ trong gia đình mới có thể tham gia các hoạt động xã hội, được học hỏi, bổ sung kiến thức để cùng chồng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Riêng với những cặp vợ chồng trẻ sẽ ý thức hơn về trách nhiệm làm vợ, làm chồng và trách nhiệm với cộng đồng nơi cư trú. Khâu mà tập hợp hội viên á, là cái khâu là quan trọng then chốt để phát triển cái tổ chức hội vững mạnh á. Thì mình cần cái đa dạng hóa những cái hình thức tập hợp chị em phụ nữ. Vì vậy thì ở hội và bản thân đã sáng kiến ra rất là nhiều mô hình để mình tập hợp, để thu hút chị em. Thì trên cái nền tảng là nắm cái tâm tư, nguyện vọng của chị em và cái từng cái đối tượng, từng cái lứa tuổi sở thích để mình thành lập. Để từ đó thì cái các cái mô hình của hội mình thành lập thì rất hiệu quả rất là nhiều. Rồi từ đó thì tập hợp rất nhiều chị em phụ nữ vào tổ chức hội, ngày càng thì đưa cái công tác hội vững mạnh. Xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm hiện có 6 chi hội phụ nữ kiểu mẫu. Đây chính là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với xây dựng người phụ nữ Bến Tre, nhân ái, nghĩa tình, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch. Kết quả hoạt động từ các mô hình, phong trào của hội phụ nữ đã góp phần cùng địa phương nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng với cá nhân chủ tịch hội phụ nữ cơ sở Đào Thị Vị, bằng niềm đam mê công tác hội và hiểu biết của bản thân, chị Vị đã thể hiện được bản lĩnh của mình thông qua những giải pháp nâng cao chất lượng công tác hội ở cơ sở và có nhiều sáng kiến, đổi mới, tác động đến đời sống phụ nữ, không chỉ tạo được niềm tin trong hội viên, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, mà còn góp phần không nhỏ thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.